Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái video bằng tiếng Việt và mình sẽ chỉ các bạn làm sao coi những cái video trước của mình, làm sao chỉnh được cái phụ đề bằng tiếng Việt để mình có thể coi được và hiểu được. Ok, trước nhất mình nó sẽ có hai cách. Nếu như mình coi cái video trên cái vi tính, computer hoặc laptop, nó sẽ chỉnh cách khác, và coi trên cái điện thoại của mình nó sẽ chỉnh một cái cách khác. Trước nhất mình sẽ chỉ các bạn làm sao chỉnh được cái phụ đề trên cái vi tính của mình. Ok, okay, bây giờ mình bắt đầu. Bây giờ các bạn hãy log vào cái trang web của YouTube, xong đó các bạn bấm vào Tài Lê The Eviction Guy. Ok, xong rồi các bạn bấm vào cái video, xong rồi nó sẽ hiện lên tất cả các video của mình. Ok, chọn đại thử một cái nào cũng được hết. Bây giờ mình chọn cái cuối cùng đi. Ok, bây giờ mình chọn cái cuối cùng, xong đó bạn mở ra, bạn có thấy một cái ô nó gọi là giống như hai chữ C vậy nè. Ok, cái ô này đây đó, bạn click vào cái đó là bạn turn on cái gọi là cái subtitle, là cái phụ đề. Ok, sau đó bạn vô cái dấu tròn này, đây là cái setting đó. Ok, bấm vào cái setting, xong rồi mình bấm vào cái caption. Ok, cái caption, cái phụ đề đây, rồi mình sẽ chọn vào những cái ngôn ngữ mà mình thích. Mình kéo xuống, mình chọn vào tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng gì cũng được hết, nhưng mà bây giờ mình bấm vào tiếng Việt. Ok, đó, sau đó bạn bấm cái play cái video, thì tất cả cái gì mà mình nói bằng tiếng Anh ở dưới cái phụ đề nó sẽ hiện ra tiếng Việt để bạn có thể đọc được và có thể hiểu cái câu chuyện mình đang kể. Ok, rồi cái này là trên cái vi tính. Ok, bây giờ mình đổi qua cái điện thoại của mình. Ok, bây giờ mình log vào cái điện thoại đi. Ok, rồi cái điện thoại cũng y chang vậy luôn, mình bấm vào YouTube, mình bấm vào cái tên là Tài Lê The Eviction Guy, sau đó mình bấm vào cái video. Ok, bây giờ mình thí nghiệm. Ok, mình thí nghiệm, bây giờ mình bấm vào cái video đầu tiên thì sẽ không có gì hết, nó chỉ có cái bấm vào cái nút phụ đề caption đó, nó chỉ có là tiếng Anh thôi, nó không có những cái tiếng khác, và không cách nào mình chọn được những cái tiếng khác được. Tại vì sao? Tại vì cái người chủ của cái video, mà cái video này bắt buộc họ phải manually, họ phải tự động họ lên, họ đánh vào những cái phụ đề tiếng Việt thì những người coi họ mới có thể đọc được cái tiếng Việt. Ok, còn không á là họ sẽ không bao giờ đọc được những cái phụ đề tiếng Việt đó. Bây giờ mình bấm vào cái video khác, cái video cuối cùng này lại. Ok, thì tại vì cũng y chang vậy, mình bấm vào cái gọi là cái caption vô cái setting. Ok, rồi mình sẽ thấy được cái phụ đề mình đã để, mình đã đăng, mình đã thông dịch rồi, sẵn sàng rồi cho các bạn là tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Spanish, tiếng Chinese, tiếng Indian, đủ thứ loại tiếng, thì mình đã thông dịch rồi thì các bạn mới chọn được. Ok, bây giờ các bạn thử đi, bấm vào tiếng Việt thì trên cái điện thoại của mình các bạn sẽ thấy được cái phụ đề tiếng Việt mình đã sẵn sàng làm cho các bạn rồi. Ok, trên video của mình, và đó, các bạn thấy chưa? Ok, work hết phải không? Ok, rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn, nếu mà các bạn có những cái video mà các bạn đang làm và muốn làm giống mình, muốn bỏ phụ đề những cái tiếng khác vào, những cái ngôn ngữ vào, thì các bạn phải theo cái chỉ dẫn của mình right now. Ok, bây giờ mình phải trở về lại cái vi tính của mình phải log vào gọi là cái trang mạng của mình.